theo nha bạn Thanh ơi. Tiếp theo nè, đề bài cho là H3BO4+CaOH tất cả hai lần, chọn với tên ra là Ca3BO4 tất cả hai lần cộng cộng nước. Thì đây, ở đây các bạn nhìn vào đây nè, có nhóm nè, thấy không, nhóm nè, đó nhóm nè, thì theo thứ tự các bạn cân bằng nhóm trước, được chưa? Ở đây mấy nhóm mà nhóm là cái trong mặt nha bạn, mấy nhóm mà hai nhóm thì thêm hai. Rồi tiếp theo đó là cân bằng nhóm xong rồi tới gì à, kim kim loại. Dạ, các bạn đọc dãy kim loại lên. Khi nào ba cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hội cửa hàng Á Phi Phi Âu. Đây mấy à, một. Đây mấy à, ba. Thì lấy ba chia chia một, lấy ba chia một được ba, viết ba vào đây. Sau đó các bạn đếm tiếp tục, đó là đếm tới hydro. Các bạn đếm cẩn thận nè. Đây 2 nhân 3 là 6 nè. Đây 3 nhân 2 nữa là 6 nữa là 10 12. Tiếp tục ở đây 2. Vậy ta lấy 12 chia 2 được 6, điền 6 vào đây. Sau đó các bạn cố gắng kiểm tra lại giúp lỡ coi oxy đã cân bằng chưa. Nếu cân bằng rồi thì các bạn kết thúc cân bằng. Vậy mình sẽ có hệ số là gì ạ? 2 nè, 2 3 1 6. Được chưa ạ? Được chưa bạn Thanh ơi? Được chưa bạn Thanh ơi?